Ngày 24 tháng 10, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Hạ tầng Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, chủ đầu tư cho biết, dự án nạo vét cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch xuyên tâm, đoạn quận Gò Vấp dự kiến sẽ khởi công vào tháng 8 năm 2024. Theo ông Dũng, để đảm bảo đủ điều kiện dự án được khởi công, công tác giải phóng mặt bằng phải đạt trên 70% mặt bằng sạch. Do vậy, chủ đầu tư xin Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng cơ chế đặc thù như vành đai 3 trong bồi thường giải phóng mặt bằng, bao gồm phương án bố trí kinh phí tạm cư cho người dân trong thời gian chờ bố trí nền, nhà tái định cư. Dự án xuyên tâm để đảm bảo về cái mặt chỗ ở cho người dân khi bị ảnh hưởng thì cũng sẽ áp dụng những cái chính sách mà các cái dự án ở thành phố đang áp dụng. Và theo tôi hiểu là dự án này sẽ được sự quan tâm rất lớn của thành phố nên sẽ có khả năng là áp dụng những cái chính sách nào mà thuận lợi nhất cho người dân trong dự án bị ảnh hưởng. Ban quản lý dự án hạ tầng đô thị đã ký hợp đồng tạm ứng kinh phí và bàn giao ranh dự án cho quận Gò Vấp và Bình Thạnh để hai địa phương tiến hành khảo sát, chuẩn bị phương án bồi thường cho các hộ dân. Quan điểm của thành phố là làm sao có những chính sách tốt nhất cho người dân, cũng như khi thực hiện giải phóng mặt bằng, tái định cư, thì người dân có nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã giao hai địa phương tính toán phương án bồi thường, ban hành đơn giá. Riêng phương án tái định cư cho người dân, theo ông Dũng, quận Gò Vấp chuẩn bị nguồn tương đối ổn vì số lượng ít, riêng quận Bình Thạnh số lượng hộ bị ảnh hưởng nhiều, còn thiếu khoảng 807 căn hộ tái định cư và đang được Ủy ban Nhân dân Thành phố cùng các sở ngành tính toán. Dự kiến tháng 8 năm 2024 khởi công xây dựng đoạn quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh khởi công gói thầu xây lắp tháng 4 năm 2025 và hoàn thành tháng 4 năm 2028. Dự án cải tạo rạch xuyên tâm được Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 64 trên NQ-HDND vào tháng 12 năm 2022. Dự án có tổng mức đầu tư 9.664 tỷ đồng. Rạch xuyên tâm dài 8.865 m đi qua hai quận Bình Thạnh và Gò Vấp. Tuyến chính từ kênh Nhiêu Lộc Thị Nga đến sông Vàm Thuận có chiều dài 6.628 m và 3 tuyến nhánh gồm rạch Cầu Sơn, Bình Lợi, Bình Triệu, chiều dài 2.237 m.